Okay. There you go. Okay. Mm-hmm. Hi, tôi tên Hân Hồ. Hôm nay Hân sẽ hướng dẫn chỉ dẫn cách làm cái Ultimate Treatment Pedicure hoặc là cái Nude Pedicure. Này là người bạn của Hân tên Crystal. Thì khách lên ngồi trên ghế thì mình đưa cái menu cho khách hàng, là cho khách hàng nó coi cái những cái service của mình. Thì tất cả những cái service trong này là toàn là những sản phẩm của Pedicure. Thì mình đưa cho khách hàng, khách chọn cái nào thì mình làm cái đó, tùy theo cái Pedicure mình bao nhiêu, rồi tăng lên 4 sản phẩm thì mình lấy từ 10 đồng, 4 sản phẩm tới lấy 10 đồng. Còn cái Nude Pedicure mình có 6 sản phẩm thì mình lấy thêm 20 đồng. Và cái Ultimate Galvanic Treatment Pedicure thì mình lấy thêm 30 đồng. Thì khách chọn cái nào mình làm cái đó cho khách hàng. Thì khi mà khách hàng ngồi lên mình ngâm nước á, thì cái này cái antibacterial là tẩy trùng trong nước, thì giúp cho nước sạch hơn. Và đồng thời những người khách nào mà có fungus hay là những cái bacteria trên chân người ta thì rất là an toàn cho những người thợ của mình để mình làm. Thì cái này bỏ vô trong nước, còn tùy theo bồn nước mình bỏ, bắt đầu bỏ một giọt mình coi thì cái bồn nước mình như thế nào. Nếu mà thích nó không đổi lên bọt lên á, thì mình bỏ hai giọt nước, hai giọt này. Nhưng mà thường thì phần bọt đến hai giọt thì không có nhiều, để nó đụng lớp bọt rồi. Okay, sau khi mà cắt chà chân xong hết trơn rồi, đến cái phần mà bỏ cát lên chà thì mình dùng cái body lufra. Thì body lufra là cái hạt dẻ xây nát để giúp cho mình tẩy đi những cái da chết trên da được hả. Cái này lượt mình lấy khoảng gần một cái bóng tay. Body lufra thay cho cái cát mình chà tẩy đi da chết trên chân của khách hàng, thì sẽ giúp cho cái chân da, cái lỗ chân lông hít thở tốt hơn, và da mình mềm mại hơn. Thay cho giống mình đi tắm mỗi ngày thì mình có thể dùng cái miếng chà người mình thì dùng đi dùng lại, thì những cái vi khuẩn nó nằm ở trên đó thì ăn tốt cái da của mình. Nếu mình dùng cái này thì nó tốt cho tắm mỗi ngày. Để mình chà khoảng 1 đến 2 phút để cho cái da chết của chân lượng hàng xuống. Ok, chà xong rồi mình rửa chân đi. Mình làm từng chân một, chân này xong mình làm chân bên kia. Thì khi mình làm cái này xong, mình rửa chân mình đem lên cho khách hàng coi được hai cái chân so sánh cái màu da khác nhau, da nó mịn màng hơn. Thì khi này mình bỏ lên lau khô. Bước tiếp tới là mình dùng cái eye sensor. Thì eye sensor nó giúp cho bắp cơ của mình nó được thoải mái hơn. Thì cái lượng khi mình dùng cái eye sensor thì bỏ từ khoảng hai lóng tay. Cho những người mà đi đứng nhiều thì bắp cơ mình nó mệt mỏi, đau nhức thì mình giúp cho bắp cơ mình nó relax hơn. Thì mình bỏ từ đầu gối xuống tới mắt cá. Mình xoa chút xíu cho nó thẩm thấu vô trong cái thịt của này. Cái mùi rất là thơm, rất là thoải mái. Tất cả những sản phẩm này đều là natural. Ok. Bước tiếp tới thì dùng cái firewalker. Firewalker thì nó giúp cho máu huyết mình lưu thông, với lòng mình chân tốt hơn. Giống như là mọi ngày mình tính thì trọng lượng cơ thể mình đè lên chân của mình, thì nó làm cho máu huyết nó bị không lưu thông, cho nên cái lòng chân của mình nó bị nhiều lúc mình cảm thấy thốn với lòng mình chân. Cái này khi mình thoa lên, mình lấy còn một lòng tay để giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, chân khách cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Nhất là những người mà đi nhiều hay là mang giày cao gót, hay là đứng nhiều mà mình cảm thấy dưới đầu mình chân mình bị khó, thì cái này là sản phẩm nó giúp cho mình được thoải mái hơn.
làm trên này cũng tương tự như vậy, mình làm bỏ trà xuống lau khô, bỏ ice sensor, pha water lên, xong mình tách nóng lên giống như vậy, xong mình qua trên bên này mình làm pizza như vậy. Bỏ xong quấn lên, quấn thì quấn xéo để cho cái nguyên cái chân bánh hạt nó được bao lại hết luôn. Quấn cái này xong thì cái chân kia cũng vừa đến lúc mà nó cái khăn nó ngồi xuống, bỏ cái nóng, cái mục đích của bỏ cái nóng lên là giúp cho hấp thụ những thực phẩm sâu trong cái thời gian hàng, thì khách hàng cảm giác được nhiều hơn. Lấy thanh xuống mình không cần bị lâu. Bước kế tới mình dùng cái này là cái soy solution, thì cái sản phẩm này kiện cái nước vết chân, mình bỏ lên những nơi nào mà dưới lòng bàn chân những vết chân, những nơi nào mà có nhiều cái da dày hay da là bị đứt. Khi bỏ lên trên vết chân và những nơi nào cảm thấy có da dày thì mình bắt đầu mình xoa một xíu để cho cái sản phẩm nó hấp thụ vô sâu hơn, để giúp cho cái sản cái vết chân mình nó tái tạo lại da mình lại, mà không cần phải dùng cái calus để làm tẩy đi da chết, nhưng mà nó làm chết cho da sống, thì là những tế bào của mình cũng bị chết đi khi mà dùng cái calus remover. Thì phải làm như thế này thì những phẩm này nó gây anti nếu mình dùng một tháng mà da mình không mịn màng lại, không có bước mát lại, mất đi những đất nguyên đích thì không thể trả được 100%. Mình cứ xoa đều hết cho cái sản phẩm nó thẩm thấu vô. Khi mình massage mình thấy nguyên cái người người ta cái cục rung luôn, thì là nguyên cái người mình nó cũng bị cũng được mất hút vô thông tốt hơn. Rồi bước cuối cùng, và cái bước mình bỏ cái Babat Body Butter. Babat Body Butter mình không cần lấy nhiều. Tác dụng của Babat Body Butter là nó giúp cho mình dùng từ cái Babat Tree bên châu Phi. Thì cái dầu này khi mình bỏ lên da của mình thì nó giúp cho cái da mình nó cái sản phẩm nó thẩm thấu trong da và nó tạo ra chất nước trên da của mình. Cho nên mình làm cái này xong cách cảm giác được cái giữ được độ ẩm luôn cả ngày. Thay cho cái lotion của mình thì rất nhiều sản phẩm của thị trường nó có nhiều alcohol, thì alcohol là một thấp sinh để làm da của khách hàng khô hơn. Ok, sau khi thoa đều xong rồi, cái bước tiếp tới là tùy theo mọi người cái cách massage, cái nắm bóp của mọi người khác nhau, thì anh chị sơ về cách của anh như thế nào thôi, thì anh chị thì em có thể dùng cái cách này là dùng cái cách của anh chị làm. Cách massage này thì giúp cho đào thải những cái chất nước không cần thiết trong chân của khách hàng ra khỏi. Ở dưới mình đưa lên và giữ lại phải sau cái dược của chân thì nó đào thải những cái nước không cần thiết trong mình ra. Sau khi làm chân xong thì chân mình nó cũng được thon hơn. Đến phần này là phần quan trọng, khi tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình nó đều liên quan, nó đồng vần, nó đều chạy xuống thẳng dưới cái dưới lòng bàn chân, giống là tim, gan, thận, phổi, thì tất cả những lục tạng của lục phủ ngũ tạng của mình thì nằm nó liên quan với lòng bàn chân của mình. Cho nên mỗi khi mà cơ thể mình bị bệnh hay bị đau gì đó thì mình cảm được cái lòng bàn chân của mình nó như thế nào.
Ok, thì bắt đầu thì mình bắt đầu lúc nào cũng bắt đầu từ bên trái và phải và đồng thời từ đầu đến chân. Thì tất cả những cái đầu của chân này là liên quan đến cái đầu của mình, là bộ trí nhớ của mình, óc của mình nằm trên này. Cổ. Tai và mắt. Cánh tay và bả vai. Thì mọi khu vực của nó có những liên quan đến những bộ phận trong cơ thể của mình. Khu vực này là tim mạch. Liver, phổi, thận, ruột già, ruột non, ta thải ra bụng đáy. Mình massage từ trên này xuống, ta thải ra ngoài. Và bên này là cái cột sống của mình. Và 1/3 của chân của mình là cái lưng của mình, nếu mà bị đau lưng lower back thì 1/3 này cũng là cái lưng. Sau khi mình massage trên đây xong rồi mình cũng lấy khăn bên này xuống, mình làm giống y chang vậy. Thì đây là những cái khái niệm làm sao để mình biết được cái những sản phẩm nào mình dùng trước và sản phẩm mình dùng sau. Và cái cách massage thì đơn giản thì mình cho mình cái tâm có thêm một khái niệm làm sao mình dùng sản phẩm này. Thì cái những cái này sản phẩm này nó khác với những sản phẩm mà mình từ xưa mình dùng như thế nào. Hay là những sản phẩm này nó thẩm thấu, chất lượng cao, là nó natural. Tất cả những sản phẩm này là là sản phẩm tự nhiên, không có chemical, và nó thẩm thấu sâu trong thế tự khách hàng, khách hàng cảm giác được thoải mái hơn. Cho nên ở tiệm này thì anh bắt đầu tiệm này thì bây giờ đến giờ thì rất là nhiều khách đang dùng cái pedicure này thay cho tất cả những cái pedicure mà từ xưa giờ mình dùng, thì khách hàng rất là thích và đồng ý là cái sản phẩm này nó giúp cho khách hàng được cảm giác được thoải mái hơn. Thank you very much for your presenting to be my model. How do you feel about the pedicure? Oh, it feels so good. I can barely feel your hands on my foot. Like I can barely feel your hands touching my foot. It's amazing. All right, thank you very much. Thank you.